Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 493 của Show Công nghệ TND. Mình tên Lương và Hằng sẽ thay nhau trả lời tất cả những hỏi đáp của bạn trong ngày hôm nay nhé. Và thưa các bạn, trước khi trả lời những câu hỏi về hỏi đáp thì mình cũng xin phép là gửi lời xin lỗi đến toàn bộ mọi người. Tại vì sao dạo này mình phải hay xin lỗi như vậy? Bởi vì hiện nay tất cả cái hệ thống cung ứng về laptop tại thị trường Việt Nam đang bị quá tải. Và hiện nay nguồn cung quá lớn, chính vì thế nên các shop bán hàng laptop cũng như các đồ công nghệ bây giờ đang không có đủ hàng cung cấp cho khách hàng. Chính thế những hiện tượng mà bị chậm đơn, chậm hàng rồi đặt hàng không có, nó là hoàn toàn đang có thật, nên mong mọi người thông cảm. Và tất cả những khách hàng phản hồi về chất lượng dịch vụ khách hàng cứ alo cho mình 077 357 và 4 số 9 ở cuối. Mình cũng đã làm 3 video để giải thích cho mọi người rồi. Nếu như mọi người thực sự mà không thông cảm cho nhau cũng rất là khó. Ở đây thì mình nghĩ là khoảng thời gian khoảng một vài tháng tới, nếu thực sự quý khách hàng mà chưa thực sự có nhu cầu mua laptop thì đừng có mua laptop vào thời điểm này. Tại vì sao mình khuyên vậy? Bởi vì thứ nhất, mua vào thời điểm này giá đang rất cao. Kể cả những chiếc laptop cũ đang bị tăng đến 10 đến 15% giá và có những cái mẫu tăng đến tận 20% giá, đó là chuyện hoàn toàn có thật. Cũng như các mẫu laptop mới bây giờ đều đang ở mức giá rất là cao mà thậm chí là các bạn đến mua hàng còn không có tại cửa hàng. Và đã có một số trường hợp là các bạn đã đặt hàng và sau khi đến cửa hàng thì lại hết. Không phải là chúng mình không muốn bán hàng mà cái lượng máy về quá nhỏ giọt. Là chính vì thế khi đặt đơn và khi các bạn hỏi có hàng hay không và các bạn qua thì đã có rất là nhiều bạn thực sự là không hài lòng và rất bực mình và thậm chí nó gọi điện chửi mình. Mong mọi người thông cảm, không phải những người bán hàng như mình thì ai cũng chẳng muốn bán hàng, các bạn muốn mua. Nhưng cái thời điểm này thì không phải là có tiền là mua được hàng, đó là chuyện hoàn toàn có thật luôn. Cũng rất là mong dịch Covid sớm qua đi cho cuộc sống trở lại bình thường. Không phải chỉ ở Việt Nam chúng ta mới đang Covid mà các nước trên thế giới giờ nó đều đang như vậy. Đơn giản các bạn cứ hiểu là các nhà máy ở Samsung, Bắc Linh, các khu công nghiệp trong miền Nam bây giờ nó Covid thì làm gì có công nhân mà sản xuất. Các hệ thống cung ứng về linh kiện đều đang không có hàng. Chính vì thế là mọi người đặt mua hàng bây giờ rất là khó khăn và thậm chí là lướt lên thì bèo lên mà đã rất nhiều cửa hàng làm ăn thất đức và đi lừa đảo bây giờ rất là nhiều. Chính vì thế kính mong mọi người thông cảm mà trước khi mọi người đặt hàng mua thì phải rất là cẩn thận xem cửa hàng người ta buôn bán như nào. Còn cửa hàng mình khẳng định tất cả những cái đơn hàng mình sẽ trả các bạn được, nhưng nó sẽ mất một cái thời gian nhất định và có những đơn hàng có thể từ chậm từ 5 đến 7 ngày và có những đơn hàng chậm đến 10 ngày. Nhưng nếu thực sự các bạn không thông cảm thì các bạn cứ gửi lại số tài khoản bên mình sẽ hoàn lại cọc 100%. Cũng mong tất cả mọi người thông cảm như vậy nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đáp trong số hỏi đáp ngày hôm nay đầu tiên. Câu hỏi số 1 của bạn Bùi Ngọc Anh. Anh Lương ơi, cho em hỏi với cùng tầm tiền thì G513 hay là Dell Legion 5 sẽ ok hơn ạ? Em xin cảm ơn và chúc anh thật nhiều sức khỏe ạ. Đây là hai chiếc máy, một chiếc đến từ Trung Quốc và một chiếc đến từ Đài Loan. Thực ra là Trung Quốc và Đài Loan thì mọi người đều biết là nó cũng lá giống nhau thôi. Với G513 hiện nay thì có rất là nhiều cấu hình và cạnh tranh trực tiếp với nhau cùng phân khúc Legion, đó là những chiếc máy đồ họa gaming và mỗi một chiếc máy đều có đặc trưng thiết kế riêng. Nếu mà chiếc Legion này thì mình hài lòng nhất đó là chất lượng của bàn phím và khả năng tản nhiệt tương đối là tốt và thiết kế khá chắc chắn. Trong khi đó ROG G513 thì chiếc máy thiết kế kiểu dạng như là cũng bằng nhựa nhưng sẽ mình cầm vào cảm giác có thể là không, chất lượng build không thể bằng Legion 5 được. Nhưng nếu mà nói về cấu hình, tản nhiệt và cùng phân khúc thì mình nghĩ là đây là hai chiếc máy cạnh tranh trực tiếp với nhau. Thì các bạn thích chiếc máy nào các bạn cứ mua thôi. Với dòng G513 chúng ta sẽ được bảo hành 25, còn Lenovo thì cũng thế. Thì bạn có thể chọn theo cái sở thích. Còn cấu hình thì mình nghĩ là hai chiếc máy này đều có thể cạnh tranh với nhau được, với độ bền là hoàn toàn ok. Câu hỏi số 2 của bạn Hải Nguyễn. Em chào anh Lương ạ, anh có thể phân biệt giúp em các dòng Dell XPS, Infinity, Latitude được không ạ? Ưu điểm, nhược điểm của các dòng này là gì vậy ạ? Mình xin phép phân tích một chút và đây là câu hỏi mình cảm thấy là rất hay và không ai cũng hiểu hết về những dòng máy. XPS là dòng máy cao cấp, doanh nhân tốt nhất của Dell tại thị trường thời điểm hiện tại và đây là dòng máy phát triển nói luôn là ở phân khúc cao. XPS hiện nay thì nó sẽ có dòng 13 inch và dòng màn hình 15,6 inch. Dòng màn hình 13 inch thì dành cho các bạn làm công việc văn phòng, được trang bị chip tiết kiệm điện và hầu thông thường là sẽ không có Vega rời. Trong khi đó dòng màn hình 15,6 inch được trang bị hiệu năng cao và nó sẽ hỗ trợ các bạn xem phim, giải trí, nghe nhạc, mọi thứ đều ok. Dòng máy này được trang bị cảm hình thường là GTX sẽ hỗ trợ các bạn dựng video này, các bạn các phần mềm tính toán này, các bạn chơi game rất là ok. Trong cái đó Impedance là dòng máy phổ thông, thường là những dòng máy bình dân, có phân khúc thấp hơn một chút và nó có cả dòng đồ họa, có cả dòng máy mà chuyên dành cho văn phòng và thậm chí là có cả dòng giá rẻ. Nó rất là nhiều option và cấu hình. Còn Latitude là dòng máy đặc trưng dành cho doanh nghiệp. Các doanh nghiệp thì các bạn biết là một chiếc máy hiệu năng cao và trang bị tiêu chuẩn đồ bền quân đội STD80G và đặc biệt là các cổng kết nối trên dòng Latitude, nó hỗ trợ rất là đầy đủ và khả năng tản nhiệt trên dòng máy này rất là tốt, thậm chí Latitude còn được hình dung là build chất lượng còn tốt hơn cả dòng máy XPS. Đấy. Trong khi đó các dòng máy khác thì nó cũng sẽ có các phân khúc như là bình dân, cao cấp, vân vân. Thì mọi người có thể tham khảo thêm mọi người nhé. Câu hỏi số 3 của bạn Phí Huỳnh Công. Anh ơi, dự kiến thì giá laptop khi nào sẽ được bình ổn ạ?
Đây chính là cái câu hỏi mà anh rất nhiều người đang phải băn khoăn, là bản thân anh cũng đang băn khoăn. Nhưng mà theo cái phỏng đoán của anh thì nếu hiện nay mà dịch Covid trên toàn thế giới mà để mà bình ổn được hết thì anh nghĩ mất khoảng 1 năm nữa. Thì tại vì sao giá laptop và các đồ điện tử bây giờ là vẫn cao? Bởi vì cái hệ thống cung ứng và sản xuất không đáp ứng kịp. Và chi phí để vận hành vận chuyển bây giờ nó cao, hàng hóa ít, thành ra nó bị đội sản phẩm lên cao. Sản phẩm ít thì đồng nghĩa việc cái người tiêu dùng rất là cao, thậm chí là các thợ như bọn anh mua của nhau thôi đã phải trả cái phân khúc giá cao hơn. Và tất cả những yếu tố đó khách hàng phải chịu hết. Đó là cái phân khúc giá cuối cùng, laptop bị tăng. Thì hy vọng là kể cả Việt Nam hay thế giới bây giờ thì để mà vượt qua được đại dịch Covid thì có lẽ là phải tiêm chủng toàn dân. Tiêm chủng toàn dân thì lúc đó cuộc sống mới thực sự trở lại bình thường và các nước chấp nhận sống chung với Covid. Sau đó các nhà máy cũng như các hệ thống cung ứng nó làm việc trở lại. Thì lúc đó chúng ta mới có những chiếc laptop giá rẻ. Chứ bây giờ thì nó thực sự là 10 người cần và chỉ có một sản phẩm ra. Thì đồng nghĩa là việc là nước lên thì bèo lên và mọi thứ cứ đẩy lên. Nói mọi người không tin, một chiếc laptop cũ mình lương bán 2 năm trước, ví dụ chiếc Dell 7440, ở thời điểm thấp nhất mình mua có 4 triệu thôi. Và khi mình option đồ và nâng cấp lên thì nó khoảng 5 triệu, bán ra khoảng 5,8 triệu. Thì bây giờ thì sao? Nó lên hơn 7 triệu. Vì chi là 2 năm một chiếc laptop cũ mà lên 2 triệu đồng. Không ai tin luôn. Và thậm chí có những khách hàng gọi điện và chúng mày bị điên à? Năm ngoái anh vừa mua của mày với mức có hơn 5 triệu, sao bây giờ lại hơn 7 triệu? Trong khi đó đây là đồ cũ. Đó là sự thật các bạn ạ. Và nói thật là có những cái sản phẩm nó đắt vô lý. Một chiếc laptop i3 đều bây giờ chính hãng. Mà i3 ví dụ như con Impedance 3501 chẳng hạn, hơn 15 triệu. Đắt vô lý luôn. Trong khi đó vỏ nhựa mọi thứ chả có gì đặc biệt cả. Đó. Nên chính vì thế là bây giờ đã ở cái thời điểm khó khăn về sản xuất và cung ứng này. Thì mọi người tất cả trên thế giới bây giờ nha, không riêng gì Việt Nam, học online đầu tiên, làm việc tại nhà đầu tiên, thì không có laptop, không có máy tính thì làm việc kiểu gì. Chính vì thế cái nhu cầu nó tăng đột biến lên và giá cao. Còn mình nghĩ là bây giờ để bình ổn thì cái Covid này phải dập được đã thì mới có chuyện bình ổn. Còn nếu mà nó cứ như này mãi và cái ở bản thân cái con Covid nó cũng phát triển và nó liên tục đột biến thì nó thật là anh cũng không trả lời được, anh chịu. Cái còn giá thì mọi người đều biết là bây giờ thì thôi, nếu cần thì vẫn phải mua và chấp nhận khúc giá đắt. Mong đại dịch Covid sớm qua đi để chúng ta trở lại cuộc sống bình thường em nhá. Câu hỏi số 4 của bạn Nguyên Nguyễn. Anh ơi cho em hỏi, em đang có dự định mua XPS 15 9570 nhưng có nên bỏ thêm tiền để mua con 9500 không ạ? Tất nhiên là có điều kiện kinh tế thì chúng ta nên chọn những chiếc laptop mới và cấu hình đời mới thì cái gì nó rẻ hơn. Thứ nhất là thiết kế của 9500 nó mới hoàn toàn, hai cái loa đằng trước đẹp hơn và mọi thứ đều ok hơn. Trong cái đó 9570 thì phân khúc đầu tư dưới 30 triệu thì em nên đầu tư 9570. Còn phân khúc tầm khoảng trên 35 triệu thì lên đầu tư 9500. Cứ thế thôi, có tiền thì cứ đầu tư cái mới em nhá. Hỏi số 5 của bạn Vương Nguyễn. Kênh cho em hỏi là laptop gaming nào trong tầm 20 đến 21 triệu có tản nhiệt tốt nhất và build chắc chắn ạ? Tầm này thì mỗi một chiếc máy thì đều có ưu nhược điểm. Thứ nhất là tầm 21 triệu là Lenovo Legion 5, có build rất là chắc chắn. Và thứ hai nữa là Dell G5. G5 thì nó có hai dòng là G5 5510, G5 5000, G5 5500. Đó, đây là những chiếc máy có chất lượng build rất là tốt. Còn Asus thì có G512 và G513 để em có thể lựa chọn. Acer thì có dòng Lithium 5 2021, thì em có thể lựa chọn những cái mẫu máy vừa rồi em nhé. Câu hỏi số 6 của bạn Thanh Lan Phạm. Tài chính của em có khoảng từ tầm 15 đến 17 triệu. Em chuẩn bị đi học ngành công nghệ thông tin, thỉnh thoảng có edit video thì nên mua máy gì ạ? Em ơi, trong phân khúc giá này là em muốn học công nghệ thông tin này và edit video và muốn chơi game và giải trí thì chắc chắn phải chọn dòng máy gaming trong tầm tiền này. Gaming nó sẽ được trang bị cấu hình phần cứng tốt và có Vega rời khỏe để hỗ trợ em edit video ngon. Đặc biệt là các dòng Vega Gotik thì nó hỗ trợ cực kỳ ngon. Ví dụ trong tầm tiền này thì chúng ta sẽ có như là Acer Nitro 5 phiên bản 2019 này. Còn nếu mà máy cũ của Dell thì chúng ta sẽ có những chiếc như là Dell G5 hoặc là Dell G3 trong tầm tiền này. Nhưng em lưu ý thì Dell bao giờ cũng bán cái phân khúc giá cao hơn. Còn nếu mà Asus thì em sẽ có các dòng máy gaming của Asus như G531 chẳng hạn. Nó sẽ hỗ trợ em dựng video cực kỳ tốt. Em chỉ cần chọn CPU khỏe cho anh này, chọn Vega rời này thì nó sẽ hỗ trợ tất cả các tác vụ đồ họa của em ngon hơn. Lưu ý là dựng video thì không nên chọn dòng chip U hoặc chip G em nhé. Và chọn những dòng máy phải có Vega rời thì nó hỗ trợ em mới là tốt. RAM ít nhất cần 8GB thì em lưu ý. Em có thể tham khảo thêm qua 24laptop.vn trang web của bên anh và qua các bài đánh giá của anh trên YouTube để hiểu hơn em nhé. Câu hỏi số 7 của bạn có tên là ABC. Chào anh chị ạ, cho em hỏi là HP 840G2 bản i7 có dùng để học online và chơi game nhẹ như là Liên Minh được không ạ? Em ơi, với cấu hình như này thì hoàn toàn đáp ứng tốt cho em mà. Hiện nay chiếc máy này ở trang bị cấu hình i7 nó sẽ có phân khúc giá khoảng hơn 8 triệu tại thị trường. Và chiếc máy này có hai phiên bản, đó là màn hình full và màn hình HD bình thường. Anh nghĩ đây là chiếc máy hoàn toàn ok với chất lượng bàn phím tốt. Và Liên Minh nếu mà em chơi thì FPS em sẽ nhận được từ khoảng 60 đến 80 FPS.
hoàn toàn đáp ứng ok, học online mọi thứ đều ngon lành em nhé. Và lưu ý là nhớ phải chọn máy có camera, có mic thì em mới học online mới tốt được em nhé. Câu hỏi số 8 của bạn tôi là Dương. Anh ơi cho em hỏi, em đang dùng con Legion 5 bản 2020 Zen 5 có led phím màu trắng, em có thể thay led phím này thành led RGB được không ạ? Nếu mà em hoàn toàn có thể thay một bàn phím led RGB, nhưng lưu ý là một bộ phím này mà chính hãng của nó sẽ có giá khoảng hơn 1 triệu, không hề rẻ một chút nào cả em ạ, em nhá. Câu hỏi số 9 của bạn Việt Bùi. Anh ơi em đang cần một chiếc laptop để học tập, làm PowerPoint, làm Word với cả học online. Tầm 8 đến 9 triệu anh có thể tư vấn giúp em một máy nào như vậy được không ạ? Với tầm tiền này phải nói là cực kỳ hot tại thời điểm hiện tại luôn. Và em phải chấp nhận mua phân khúc giá đắt hơn đến cả triệu đồng ở cái thời điểm này. Cần thiết thì hắn mua em nhé. Trong tầm này thì anh sẽ có Dell Latitude 7450 này, có HP EnitBook 840G2, 840G3, ThinkPad thì có T450S hoặc T450. Trong tầm tiền em đầu tư thì em có thể tham khảo tất cả những cái mẫu máy vừa rồi em giới thiệu cho em nhé. Đều là những chiếc máy có chất lượng bàn phím tốt, có ổ cứng SSD và có màn hình 14 inch cơ động di chuyển đi lại, và sẽ hỗ trợ cả cam và mic, hỗ trợ em học tập và làm việc online. Và những chiếc máy này thì thông thường nó sẽ ở phân khúc phổ thông thì chỉ có thể làm đồ họa ở mức bình dân trung bình em nhé. Câu hỏi số 10 của bạn Thắng Nguyễn. Khoảng 13 triệu thì có máy Dell bản i5 nào mà chip HQ đời 6 đổ lên không ạ? Có Vega rời màn 15,6 inch IPS, RAM tầm 8GB. Bây giờ hoặc 2 tháng tới thì có máy không ạ? Cho em xin tên vài mẫu ạ. Thứ nhất là bây giờ thì anh sẽ có chiếc máy đó là Dell 759 là phù hợp nhất với tầm tiền của em. Trang bị i5 6300HQ, RAM 8GB SSD 128. Và màn hình Full HD IPS anh sẽ có phân khúc giá là hơn 13 triệu đồng để em lựa chọn, lưu ý là RAM 8GB. Đây là chiếc máy tốt nhất để em có thể làm đồ họa và chơi game trong tầm tiền này. Asus ROG GL552 và GL553 trong tầm tiền để em đầu tư. Và nếu mà Lenovo thì chúng ta sẽ có những chiếc như Lenovo IdeaPad 3 chẳng hạn, cũng trong cái tầm tiền em đầu tư để em tham khảo thêm em nhé. Câu hỏi số 11 của bạn Phạm Hữu Thành. Em chào anh ạ, anh cho em hỏi là nếu em tắt cạc on trên CPU đi và chỉ bật cạc rời trên laptop để dùng thì có ổn không ạ? Làm như vậy thì máy có chạy mượt được hơn không ạ? Cảm ơn anh ạ. Một số dòng máy thì vẫn cho tính năng như này. Thì tại sao để tắt cạc on đi? Bởi đơn giản, khi chúng ta tắt cạc on đi thì nó sẽ sử dụng hiệu năng chỉ có Vega rời thôi, thì cái máy chúng ta sẽ luôn đạt ở mức hiệu năng cao, nhưng đồng nghĩa việc nó sẽ tiêu tốn điện năng của chúng ta đó, và nó liên tục chạy mạnh thì có thể là quạt nó sẽ hoạt động ồn này, và máy có thể là tình trạng nóng mà chính sẽ nhiều người không thích. Nhưng nếu mà nói về mặt kỹ thuật em tắt đi cũng chả ảnh hưởng gì cả em nhá. Câu hỏi số 12 của bạn Nguyễn Đạt. Anh Lương ơi, cho em hỏi là em học công nghệ thông tin, trong phân khúc 20 triệu thì mua máy nào cho ổn ạ? Em đang phân vân ThinkPad T490S với các dòng máy gaming. Theo anh thì nên mua gaming đời mới hay là mấy máy chạm mà đời cũ ạ? Thứ nhất là ở đây thì em là đang hơi nhầm lẫn về phân khúc một chút. Nếu như em cần một chiếc máy hiệu năng cao, vui chơi, giải trí và làm đồ họa chơi game thì chắc chắn những chiếc laptop gaming nó sẽ hỗ trợ em cực kỳ tốt. Trong cái phân khúc tầm tiền này thì em có thể đầu tư 20 triệu, anh nhìn thấy con T490S mà em thích đây đúng không? Thì chúng ta sẽ có Acer Nitro 5 này, có Asus G512, Asus G513 này, có MSI GL65 này, đó, và có các dòng HP Pavilion Gaming chẳng hạn. Thì nó đều trong cái phân khúc tầm tiền của em, và Lenovo thì chúng ta sẽ có Lenovo Legion 5, đúng không? Thì những chiếc máy gaming nó như nào? CPU khỏe, Vega rời và hỗ trợ hiệu năng cao. Trong khi đó ở đây này, em lại chọn chiếc T490S chẳng hạn. T490S nó là dòng máy doanh nhân và chủ yếu sử dụng các việc văn phòng, bởi vì máy nó chỉ được trang bị cấu hình hoàn toàn bình thường. Đó là những người mà các bạn thường xuyên di chuyển đi lại và không quá nhiều các công vụ về đồ họa thì T490S đáp ứng ok. Trong khi đó ở bên dưới thì em lại chọn cái dòng máy chạm sao? Máy chạm chuyên dụng cho anh em kỹ thuật. Đơn giản anh em cần một chiếc máy độ bền cao và cần hiệu năng xử lý chạy chịu tải liên tục, ví dụ như đồ họa mô phỏng, đồ họa chi tiết. Đó, thì chắc chắn là những dòng máy chạm hơn, và đặc biệt là dân công trường công trình. Đó, thì chúng ta cần những chiếc máy chạm bởi vì nó độ bền nó quá tốt và khả năng nâng cấp tốt, cũng như các cổng kết nối bên ngoài đầy đủ để chúng ta có thể kết nối với các hệ thống máy móc. Nếu mà độ bền thì chắc chắn nó đập một phát chết con gaming luôn. Các bạn có thể thấy là những chiếc máy chạm có thể đứng lên, ngồi lên và có thể rơi. Nhưng mà những chiếc máy laptop gaming chẳng hạn thì nó không thể chịu được thế, rơi phát vỡ màn luôn, hoặc rơi phát có khi chết máy luôn. Đó, thì những dòng mobile computer nó thiết kế nó những dòng hiệu năng cao, và đặc biệt là các bạn mà dùng đồ họa mô phỏng là chạy máy chủ, máy ảo, chạy giả lập, hoặc đơn giản cần một chiếc máy chạy liên tục bền bỉ thì máy chạm nên chọn. Thì ở đây em sẽ lựa chọn cái nhu cầu của em. Em nhu cầu như nào thì em đưa ra cái nhất định và em sử dụng đúng cái mục đích thì nó sẽ hiệu quả em nhé. Câu hỏi số 13 của bạn Nguyễn Đình Đức. Chú ơi cho cháu hỏi là Razer Blade 15 bản 2020 thì hiện tại giá là bao nhiêu ạ? Nếu cháu muốn mua mẫu mà của nội địa chung thì giá có được rẻ hơn không ạ? Thực ra nội địa chung thì chúng ta ở cái yếu tố về chính trị, hoặc là chúng ta đôi khi chỉ là không thích đồ Trung Quốc thôi. Nhưng nếu mà xét về mặt về kỹ thuật thì nội địa chung hay bất kỳ đất nước nào trên thế giới thì nó vẫn của Razer sản xuất, nó không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì nó vẫn có cái dây chuyền sản xuất và cấu hình phần cứng nó hoàn toàn như nhau. Còn với dòng 2020 với tầm RTX 2070 máy mới nó khoảng tầm dưới 40 triệu. Còn nếu máy cũ thì nó khoảng tầm hơn 30 một chút.
Thì đây là cháu thích thì cháu lựa chọn thôi, còn chung thì chúng ta cứ bài trừ đấy thôi, còn giá mua đâu có rẻ hơn đâu. Thì cháu có thể lựa chọn theo cái sở thích của mình. Còn hiện nay Joyzer thì đại đa số nó là hàng từ từ Mỹ về hoặc các nước khác, chứ Trung Quốc rất là ít em cháu nhá. Câu hỏi số 14 của bạn NS Film. Em chào anh ạ, anh cho em hỏi là em mới mua chiếc Acer Aspire A315 bản i5, lúc dùng thì pin bình thường nhưng khi cắm sạc vào thì máy kêu to, đôi khi lúc rất to thì có bị sao không ạ? À, thực ra khi em cắm sạc vào thì hiệu năng cái máy của em ấy nó sẽ hoạt động hết 100%, và có thể khi cắm vào hoạt động hết hiệu năng 100% thì quạt tản nhiệt nó sẽ rú lên khi mà em sử dụng các tác vụ về đồ họa, chính vì thế nó sẽ ồn hơn và máy nóng hơn, chứ hoàn toàn vì yếu tố kỹ thuật không ảnh hưởng gì em nhé. Câu hỏi số 15 của bạn Trung Phạm Thành. Em sắp có một khóa học về multimedia, muốn tìm một chiếc máy trong tầm 20 đến 23 triệu, có sRGB từ 90 đến 100%, có chơi một chút game như là Liên Minh thì có máy nào tương ứng không ạ? À, với tầm tiền 20 đến 23 triệu mà chất lượng màn hình tốt thì anh sẽ giới thiệu em với các phiên bản như là Dell XPS 9550, Dell XPS 9560. Đây là những chiếc máy mà kiểu 99% đã qua sử dụng tại các thị trường nước ngoài về rồi. Nó có thiết kế mỏng, nhẹ, sang trọng và đặc biệt là tỷ lệ bao phủ màu của nó cực kỳ cao luôn. Trong khi đó, nếu mà em chọn những chiếc máy gaming ấy, thì em chọn những chiếc như chẳng hạn như Lenovo Legion 5. Nó được trang bị cấu hình phần cứng hoàn toàn mới và sử dụng media cũng cực kỳ ok, nhưng nó dày hơn và nặng hơn, và tỷ lệ bao phủ màu của nó cũng đạt 100% nhưng không xịn sò bằng các dòng XPS vừa nãy mà anh giới thiệu cho em. Chỉ cần chọn những dòng máy mà có hiệu năng cao, chỉ cần CPU khỏe này, có Vega rời này, các tiêu chí như vậy là em sẽ hoàn toàn đáp ứng tốt các công việc của em nhé. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số đáp ngày hôm nay, và cứ 2 ngày thì shop tớ sẽ có một số đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook, các câu hỏi phần mềm, phần cứng, đánh giá máy hay nâng cấp máy, quý vị các bạn vui lòng đặt câu hỏi dưới cái topic này. Chúng tớ sẽ trả lời qua tin nhắn YouTube cũng như qua những video trả lời hỏi đáp như này. Cũng đợt này thì các bạn đều biết là mình cũng đã nói rất là nhiều rồi. Mọi thứ đều đang rất là căng thẳng về hàng hóa cũng như nguồn cung nó đang thiếu, chính vì thế là hàng hóa có thể bị chậm và trả hàng chậm. Các bạn cứ phản hồi về chất lượng hay cần những cái tình huống khẩn cấp cứ alo cho mình nhé, 077-357 và 4 số 9 ở cuối. Yên tâm là tất cả những cái tình huống các bạn đặt ra thì mình xử lý cho các bạn chắc chắn cực kỳ phải hài lòng luôn. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TD bằng cách là đăng ký kênh. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật kiến thức mới nhất về laptop, mới nhất về công nghệ thông tin nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn.